Hello, hello, hello. How are you? I'm so good. And how's the weather today? It's sunny. Rồi, so look at here please everyone. Các bạn nhỏ cô Lan và các ba mẹ nào, chúng ta sẽ cùng nhau xem hôm nay chúng ta sẽ học về letter gì. What letter do we learn today? Okay, it's about letter H. S. S. Okay, S make the sound S. Ok, nhưng mà từ này thì nó không giống lắm đúng không nào? Gần như ở đây chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta sẽ có từ đầu tiên nha. Hãy say shape, 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 shape. Can you see? Ok, shape, shape. Ok, and this one is what animal is this? Guys, boys and girls, các bạn nhỏ cô Lan sẽ cho cô Lan biết nào. So, what animal is this? Ok, it's a sheep. Sheep, sheep. What's this? It's a sheep. Sheep. What animal is this? It's a sheep. 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 À, vậy là chúng ta có cảm nhận được là hai cái âm đó nó giống nhau không nhỉ? À, hơi giống nhau một chút đúng không? Vậy thì chúng mình sẽ cùng làm lại với cả cô Lan nha. Ok, let's repeat again. Sheep. Shape, and this one, sheep, sheep, shape, sheep, shape, sheep, shape, sheep. Very good. And next one, what do I have? Okay, Caesar. It's a Caesar. Caesar. À, nhưng mà chúng ta nhớ nha, scissors nó sẽ có hai mảnh đúng không nào? Okay, let's repeat again. Scissors. Scissors. Good job. And next one. Okay, snail. Let's make a snail. Now, chúng ta sẽ cùng làm con snail cho cô Lan nha. Okay, snail. Snail. Let's make a snail. Okay, snail. Do you? Okay. Does it look like a snail? Okay, có giống một con snail không nhỉ? Yes. And next one. Shoe. 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 Ok, mùi quá. Ok, shoe chúng ta đi về đúng không? Đi nhiều cho nên là sẽ rất là mùi. Ok, rồi chúng ta sẽ cùng làm lại cho cô Lan lần nữa nhá. Shape, sheep, Caesar, snail, shoe, 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 shoe. Ok, có phải là quả su su của chúng ta? Gần giống như quả su su đúng không? Thế nhưng mà chúng ta sẽ cùng nhau làm lại cùng với cô Lan nha. Ok, so shoe, shoe. Mỗi từ chúng ta sẽ học 3 lần nha. Shoe, shoe, shoe. And what's this? What animal is this? Snail, snail. What's this? What's this? Scissors, scissors. What animal is this? Sheep, sheep. What's this? Ship. Ship. It's a ship. Ship. Ooh, very good. Rồi, chúng mình làm rất là xuất sắc đúng không? Cô Lan tặng cho chúng mình một tràng pháo tay thật là to luôn. Yeah. Rồi, hy vọng rằng là ba mẹ và các bạn sẽ cho chúng mình xem thật nhiều lần nữa những cái video hướng dẫn lại bài học của cô Lan để chúng mình sẽ có thể học thật nhiều từ hơn nha. Thank you so much and goodbye.